tham quan. Vâng, cuối cùng thì tôi cũng đã đến địa điểm thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Nơi đây không thật sự phổ biến với mọi người, không biết nơi đây như thế nào nhỉ? Đây là không gian sinh thái côn trùng Gurisi. Ở đây được chia làm 3 phân khu là không gian sinh thái bướm, phòng trưng bày tiêu bản côn trùng và không gian sinh thái ở bên ngoài, thì bạn có thể ngắm nai sừng tấm và một số loài động vật khác. Tôi cảm thấy ở bên ngoài này hơi nóng một chút, không biết đây là nơi nào trong 3 nơi anh vừa đề cập. Đây là khu sinh thái bảo bướm. Bạn có thể quan sát bướm trong suốt 4 mùa trong năm khi đến đây. Nhiệt độ luôn được duy trì ở mức 24-30 độ. Theo như tôi thấy thì ở đây có rất nhiều loài bướm bay lượn khắp nơi, không biết là có khoảng bao nhiêu con tất cả. Có khoảng 300 con bướm ở đây và có từ khoảng 4 đến 6 loài. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi xung quanh để xem có bao nhiêu con bướm, bao nhiêu loài bướm đang sinh sống ở đây. Khi những chú bướm không bay lượn, chúng sẽ đậu trên những cánh hoa đang nở rộ để hút mật. Mọi người có nhìn thấy không? Sứ giả mùa xuân đang nhàn nhã đập cánh bay. Chỉ nhìn hình ảnh những chú bướm vàng bay giữa rừng hoa thôi cũng làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn. Dù là đang giữa mùa đông, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được mùa xuân tại đây. Có thể trực tiếp quan sát bướm hút mật ong như thế này, chắc chắn các em nhỏ sẽ rất thích đây. Tôi quan sát ở đây thì có thứ gì đó treo lên làm đồ ăn, đó là gì vậy ạ? À, đó là kén bướm. Bây giờ đang có bướm đốm đen, bướm hổ đang chuẩn bị chui ra khỏi kén như bạn đang thấy. Khi chúng tôi bắt đầu đưa khu sinh thái này vào hoạt động từ 17 năm trước, thì đó cũng là lần đầu tiên tôi làm quen với loài bướm này. Sau đó thì tôi có sưu tầm từ nhiều nơi, đến khi có số lượng bướm như hiện tại. Tôi thấy thật sự không có nhiều nơi trực tiếp nuôi bướm và biến thành một nơi có thể quan sát bướm như thế này. Nhưng mà nếu vậy thì kia là những cái kén con sao? Có cả những cái kén chưa lớn. Như bạn nhìn thấy thì trong số những cây kén đang treo trên kia có những cái đã lột xác thành bướm trưởng thành, có cái thì chưa. Vậy phải mất bao nhiêu lâu để từ một cái kén lớn thành một con sâu? Sau khi trở thành con nhộng thì sẽ mất khoảng thêm 5 đến 7 ngày để trở thành một con bướm trưởng thành. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con nhộng như thế này, thật là kỳ diệu. Quá trình từ một con nhộng thoát xác thành một con côn trùng trưởng thành gọi là quá trình lột xác. Đây chính là nơi mọi người có thể quan sát quá trình từ một con nhộng biến thành một con bướm. Nếu gặp may, bạn có thể trực tiếp quan sát được hình ảnh bướm thoát ra khỏi cái kén của con nhộng. Cuộc gặp gỡ đặc biệt với những chú bướm luôn vỗ nhẹ cánh trong không trung đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Nếu nhắc đến loài bướm, thì có một đặc trưng không thể không nhắc đến, đó là đa dạng về loài. Trên thế giới có khoảng 20.000 loài khác nhau, còn ở Hàn Quốc thì có khoảng 250 loài bướm khác nhau. Nơi có thể cho chúng ta nhìn thấy rõ những chú bướm xinh đẹp cùng đôi cánh tuyệt đẹp chính là phòng trưng bày tiêu bản. Tại đây, chúng ta có thể nhìn thấy tiêu bản của nhiều loài bướm khác nhau đa dạng như một bữa tiệc. Từ loài mà chúng ta gặp trên đường leo núi đến cả những loài có hoa văn độc đáo hiếm có. Thông qua đó, chúng ta có thể biết rõ hơn về các chủng loại bướm, cũng như hiểu rõ hơn về đặc trưng của chúng. Ở đây, trưng bày tiêu bản của nhiều loài bướm và bọ hùng sừng chữ Y, càng khiến cho tôi có hứng thú với loài côn trùng hơn bao giờ hết. Tôi cũng có thể ngắm nhìn những tiêu bản có hình dạng độc đáo. Đây có vẻ cũng là nơi trưng bày về các loài bướm. Anh có thể giới thiệu rõ hơn không ạ? Vâng, đây là phòng trưng bày tiêu bản. Hiện tại ở Hàn Quốc có khoảng 250 loài bướm lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó thì ở đây trưng bày khoảng 190 loài. Hiện tại chúng tôi đang sở hữu tiêu bản của nhiều loại bướm như bướm hổ, bướm cánh cam, đốt đen, the, vân vân như bạn có thể thấy ở đây. Và ở đây chúng tôi cũng bảo quản tiêu bản của khoảng 100 loài côn trùng khác nữa. Ngoài ra chúng tôi còn có tiêu bản mì chóp mà không thường thấy ở Hàn Quốc. Tiêu bản mì chóp là gì vậy ạ?
Mì chóp là từ để chỉ những loài bướm vì lý do khí hậu thay đổi, bất thường mà vô tình bay lạc đến Hàn Quốc. Chúng đến đây nhưng không thể thích nghi với thời tiết nên không thể sống sót được. Tại sao chúng lại không thể sống được ở Hàn Quốc? Bởi vì chúng sống ở vùng có khí hậu không giống với Hàn Quốc. Đa số sống ở các vùng có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới sẽ có nhiều loài bướm đẹp hơn. Tôi rất tò mò không biết nhìn chúng như thế nào. Anh có thể dẫn tôi đi xem được không? Vâng, mời bạn.